Mình chào mọi người ha. Hôm nay là mình sẽ gửi đến anh chị mình một cái sản phẩm là dành cho những anh chị nào mình yêu thích khí hậu mát mẻ cạnh rừng thông nha anh chị. Đất của mình là nằm ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Từ cái mảnh đất thì mình về ngay chỗ Gia Nghĩa thì chưa được 14 cây đâu anh chị. Về tính tới trung tâm của thành phố Gia Nghĩa là mình quốc lộ 14 á, mình rẽ trái mình đi vào, mình đi khoảng cỡ tầm 1 km đường này. Mình tới ngay chỗ đầu của rừng thông nè anh chị. Mình rẽ phải khoảng cỡ tầm 200m này, đường đất là đi xuyên qua rừng thông nè nha anh chị. Tới cái mảnh đất sau đây thì em sẽ review chi tiết cho anh chị mình cùng xem ha. Anh chị mình cảm nhận nha. Đất này cạnh rừng thông, rất gần với quốc lộ 14, là về thành phố Gia Nghĩa cũng gần ạ. Lúc nãy thì anh chị mình theo chân em mình đi di chuyển vào là mình thấy từ khu dân cư và đi xuyên qua rừng thông này nè anh chị ha. Bây giờ là tới đầu mảnh đất này, em đang đứng ở chỗ đầu mảnh đất anh chị. Cái mảnh đất này hôm nay em giới thiệu cho anh chị là có diện tích là 1,8 hecta, nằm ở trong sổ, còn diện tích thực tế ở ngoài là nó cộng thêm được gần 5 sào sình, đang là 2 hecta anh chị. Diện tích thực tế là 2 hecta. Cái mảnh đất mình là nằm ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Từ nơi đây thì mình di chuyển anh chị, thì mình đi xuyên qua cái rặng đường thông này nè, là cả tầm 200m thôi, mình đi ra tới đường nhựa nè. Đây ra ngoài đường quốc lộ 14 á, là lúc nãy chỗ anh chị vào á thì khoảng cả tầm có 1,3 cây thôi anh chị, là tính luôn cả 200m đường thông đi luôn á, là tới cái mảnh đất của mình nè. Mảnh đất mình bên cạnh đường thông đây là chủ nhà mình có rào rồi nha anh chị. Bên cạnh đường thông á anh chị thì nó có một cái nhược điểm như thế này anh chị, là đất bên đường thông á thì do đường thông là đường thông của nhà nước á, nên là bên cạnh đường thông thì sổ không có hiện đường đâu nha anh chị ơi. Nhưng mà mình di chuyển với bên trong đường thông thì thoải mái anh chị. Chủ yếu là mình sống bên cạnh đường thông, mình không có phá thông, hoặc là mình không có phá thông là mình không có bị vấn đề gì ạ. Bên này, bên góc bên này á, là một nhà hàng xóm nha anh chị. Cái ranh bên này này là chỗ cái hàng thằng Tài thì bọc hẳn đi xuống luôn. Ở phía trên này thì tiêu hơi xấu anh chị, còn ở dưới thì đẹp hơn. Cái bên cạnh đường thông này khí hậu rất là mát mẻ anh chị ơi, cực kỳ mát luôn. Anh chị nào sản phẩm này là dành cho anh chị nào mà yêu thích đất nghỉ dưỡng mà cạnh đường thông, mà ở dưới có thể múc được ao hồ ha. Đất trên đất của mình ở dưới thì cũng đã có sẵn ao hồ này. Đây là do hôm nay em vào thì chủ nhà mình đi vắng mất, nên là em không có mở cổng được, nên em đi đường kia em đi vào trong nhà em review cho anh chị xem ha. Còn cái phía mặt giáp thông của mình là 150m nha anh chị, 150m giáp đường thông này nè. Ở đây á, thì chủ nhà mình đã làm ranh móc bên cạnh rừng thông này như này, thì kéo thẳng đi vô luôn bên trong kia là 150m. Do chiều dài nó dài nên chị mình quan sát, kết hợp mình quan sát trên flycam ha. Đang bước vào trong nhà, trong vườn để đi cung đường chính này anh chị. Bên này á thì có xen giữa bơ và xen giữa hai những hàng tiêu là cà phê tơ anh chị. Còn ở đây này là có một trồng bơ. Nói chung cái mảnh này của mình á thì đất là lại đi xuống dưới hồ. Chủ nhà mình trồng là hết 100 cây nhãn như thế này nè anh chị. Nhãn này là sang năm là mình có thu rồi nè. Còn lại là trồng full hết là bơ và sầu riêng. Trồng còn lại là trồng full hết là bơ và cà phê anh chị. Bơ, tiêu, cà phê. Trồng kính hết vườn rồi. Đây là cung đường xuống dưới nhà đây. Lúc trước ở đây thì có một cung đường, có một đoạn đường bê tông cho xe máy chạy nha anh chị. Hồi nay hiện tại thì đường rộng rồi, chỗ nhà mình làm đường cũng rộng rồi.
còn thấy đất đi lại đi xuống dưới hồ này. Em đây anh chị, cái chiều dài từ ở trên này rừng thông đi xuống á là khoảng cỡ tầm hơn 200m một xíu, 200m đi xuống cho chiều dài nó dài á. Đây là căn phía đi vào trong nhà, đây nhãn này anh chị, những cây nhãn lớn này, nhãn này cái nhãn kinh doanh rồi đó, 100 cây như thế này đây. Và thêm có thêm một ít sầu riêng nữa nha anh chị. Đây, đây là khúc mà đường đi vào trong nhà. Ở đây thì điện nước đầy đủ ạ. Anh chị mình quan sát bên cái phía mặt bên kia á, anh chị phía mặt bên này này, mặt đối diện phía nhà dân bên đó anh chị, đó là phía đó là phía quốc lộ 14 á. Nhưng mà do là mình phải đi đường vòng đi vào á, và chứ mình nó tới 1,3 cây luôn. Chứ mình đứng ở đây là mình phóng tầm mắt là mình thấy có phía trục quốc lộ đó là anh chị. Đây, để em zoom lại cho anh chị mình xem à. À, phía bên nhà dân chỗ mấy cái điện dãy nhà dân mình nói là phía quốc lộ anh chị. Còn cái hàng ranh của mình á, hàng bà lại này, trước mặt là lại đi thẳng đi bo bo theo cái cây thần tài đi xuống luôn, cái dọc hàng thần tài đi xuống. Còn trên đây là cà tơ nha anh chị, còn cái khúc ở đây là khúc căn khuôn viên của căn nhà mình. Có hiện tại nước là xài nước giếng anh chị, nước giếng mà có hệ thống nóng lạnh này. À, căn nhà nhỏ thôi, căn nhà 100m² thôi anh chị, và sân bê tông này. Còn khúc ở dưới này anh chị mà mình di chuyển ô tô á, mình để xe dưới này ha. Cái này là có chỗ để mình cua xe này, mình cua xe và sân phơi cà phê này. Một cái nhà xây và một cái nhà gỗ nhà bếp luôn anh chị. Ở nông thôn thì vậy anh chị ơi. Này đang di chuyển xuống dưới phần hồ nha. Phần ở dưới này á thì cái phần ao á thì chủ nhà cũng đã dọn rồi. Còn cái bờ ranh của mình có phía bên này á, đứng này cho anh chị mình dễ nhìn nè. À, cái bờ ranh phía bên tay trái mình á là giáp cái vườn mít kia anh chị, là giáp qua bên vườn mít kia á. Ở chỗ đó có một đường cây sống là mình đi thẳng xuống dưới hồ luôn. Này là cái phần đây, là phần đi xuống dưới ao đây. Đây chủ nhà mình làm đường cho rộng ra rồi. Hiện tại thì chủ nhà mình cần bán anh chị. Đây thì ngoài cái ngoài nhãn thì có thêm bưởi nữa, bưởi và một số cây ăn trái khác như xoài. Nói chung là vườn này thì cây ăn trái thì nhiều ạ. À, cà phê còn tiêu á, thì tiêu ở dưới kia thì đẹp hơn tiêu ở trên nha anh chị. Ở dưới đó khoảng cỡ tầm 7-8 sầu tiêu á, thì tiêu ở dưới đẹp hơn. Còn có thấy đất mình đi xuống này, chị mình di chuyển cùng em cho đi cho để mình nhìn có cái tổng quan ha, để đỡ mất công của anh chị sau này nha. Về phần giá cả và thông tin chi tiết khác á thì em xin phép em cập nhật trên phần tiêu đề anh chị, phần tiêu đề và chi tiết nhất ở phần mô tả ha. Anh chị nào mà quan tâm tới cái mảnh đất này thì gọi số hotline để trong màn hình nha. Ở đây là điện nước nè anh chị ơi, điện thì kéo ở dưới đây, điện thì kéo điện một pha anh chị. Ở góc nhìn này cái phần này là mình bắt từ đây đi xuống đó là khoảng cỡ tầm có 70m thôi nha anh chị. 70m ở chỗ này thì mình nó hơi lại là dốc xuống khoảng cỡ tầm 30 độ cho tới hơn 30 độ xíu, 32 độ anh chị. Phần này này em di chuyển đi xuống này, anh chị mình theo chân em ha. Đây còn tiêu bên này, sáng đường tiêu này anh chị. Tiêu trên này thì tất cả là phủ trụ rồi, tiêu này thì tiêu đẹp. Giờ chủ nhà mình cũng không trăm mấy nên sản lượng năm nay nó ít rồi. Còn cái phần cà dưới này anh chị, phần cà dưới này thì cà già nhưng chủ nhà mình chưa cải tạo. Còn cái thập cẩm của cái vườn này là trồng hết cây ăn trái rồi, từ nhãn, từ bưởi, sầu riêng và bơ. Còn dưới đây là phần tiêu ạ. Cái giả sử như anh chị mình mà đào ao nuôi cá, hay anh chị mình nuôi đồng thủy sản á, mình nuôi cá thì mình nuôi ở dưới đây ha. Nhưng ao của mình là có một cái ao riêng rồi đó, chủ nhà mình cũng múc dọn ra rồi. Đây là phần tiêu ở dưới này nè anh chị, tiêu đẹp ạ. Tiêu dưới này thì tiêu đẹp, còn có 5-7-8 sao tiêu dưới này thì đẹp rồi. Phần khúc ở dưới này sang trong tiêu thì có thêm cà phê tơ. Chúng cũng là nhà cái vườn này thì chủ nhà mình đã cải tạo khoảng cỡ tầm 50 là cà phê tơ hết rồi anh chị, còn lại là cà phê già. Cái phần bãi sình dưới này của mình này, sình dưới này thì nhà có múc ao chỗ này nè anh chị này, là bên cạnh cái phần cái bụi tre này, từ hai bụi tre hắt lại bên này á, bao cả cái ao này luôn, ở đất của mình nè.
là kia đi dọc lên ngay chỗ cái bãi thằng Tài, cái vườn thằng Tài á, có cái bờ ranh của hàng thằng Tài này. Còn ở dưới này nè, dưới này cái ranh của mình là từ cái bụi sông tre này đi xéo xéo lên nha anh chị, là giáp với phần mít người ta, giáp đi xuống, xuống dưới đây là cái chỗ hàng từ hàng chuối đi qua này, cái phần ao dưới này này, còn phía bên kia là phía quốc lộ này, còn cái phần ở khúc ở dưới này thì sau này anh chị mình có thể mình làm nhà vườn ở dưới này ha, làm nhà vườn để mình đào ao nuôi cá ha. Là em xin cập nhật thông tin chi tiết thêm trên phần mô tả. Anh chị nào mà yêu quý kênh em, cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh nha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Em xin hẹn anh chị vào những video sau của kênh ạ.